Tại cá hũ hôm nay Đào thì mình sẽ giới thiệu con tôm hùm Úc 4 kg tại nhà hàng Bê Vàng cho thực khách là 10 người nha bạn. Con tôm hùm 4 kg từ khu vực hồ cá chuyển lên lầu 4 là nhà bếp. Bây giờ thì tôm hùm đã lên tới khu vực nhà bếp. Đây là món tôm hùm Alaska 2 món. Món đầu tiên là gan tỏi ớt Hồng Kông. Bây giờ trước tiên mình chặt con tôm ra trước nha. Con tôm này chia làm 10 khách. Mình chia làm 2 món nha. Phần chân que đầu càng đó thì mình rang tỏi ớt Hồng Kông, còn phần mình á mình hấp tỏi hấp mì lá sen luôn. Đây là món best seller của quán nhà hàng Bê Vàng tại khu vực quận 5. Còn phần gạch phần ốc á mình có thể cho vô mì hoặc là mình hấp riêng nếu các bạn muốn thích, nhưng mà thực khách ở đây không chịu, muốn chọn vô mì ăn thì độ béo nó cao hơn. Thì bây giờ trước tiên là món rang tỏi ớt Hồng Kông chuẩn bị vô lò luôn nha. Ở đây cần nhiệt độ rất là cao để chiên con tôm, thì làm hải sản là cần phải ngọn lửa rất là cao nha. Còn làm gia súc gia cầm thì không cần ngọn lửa cao, ngọn lửa gia đình cũng làm được. Đây là 2 con tôm hùm nữa nha, ở đây không phải 1 con nha mọi người xem ha. Con tôm đó là mình chỉ làm 1 con quay cho mọi người lúc video đầu, còn đây là video 2 con tôm mình bỏ vô chiên chung luôn. Một chảo này chiên 2 con tôm là phần que đầu đó mình rang tỏi ớt Hồng Kông. Món này cần nhiệt độ lửa rất là cao để chiên cho thịt nó săn lợi và thơm hơn. Đó mọi người xem cận cảnh cái phần thịt của nó rất là vàng và thơm. Những loại tôm này mình không cần cho gia vị nhiều đâu, tại vì bản chất của nó cũng muối rất là mặn, nó sống lâu năm rất là mặn, thấm thịt vô muối luôn rồi, muối thấm vô thịt chứ. Đó mình chỉ rang cho thơm lấy mùi tỏi ớt. Rồi bây giờ thì trang trí và ra cho món cho quý khách thôi. Món thứ hai là món hấp tỏi ớt Hồng Kông, cũng là nguyên 1 con rồi mọi người xem ha. À, nguyên con video này mình làm 2 con tôm riêng cho mọi người xem. Con tôm đầu tiên cho VIP đó, mình chỉ quảng cáo thôi, nó chia ra cứ là sửng nhiều sửng mì nha. Ở đây mình chuyên làm tất cả hải sản cao cấp tại khu vực nhà hàng Bê Vàng quận 5 đó mọi người xem, 263 Hàng Dương Vương.